Kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn đang theo dõi chuyên mục truyền hình An ninh Đà Nẵng. Chương trình tuần này có những nội dung đáng chú ý sau đây. Mang trên mình hai màu áo, vừa là màu áo blue trắng, vừa là màu áo xanh của người chiến sĩ công an nhân dân. Những y bác sĩ của Công an thành phố Đà Nẵng và Bộ Công an đang ngày đêm cố gắng nỗ lực, không biết mệt mỏi để mang lại sự bình yên cho mọi người mọi nhà. Nhiệm vụ quốc phòng an ninh và chủ quyền biển đảo luôn được chính quyền thành phố và các lực lượng vũ trang đặt lên hàng đầu. Sự phối hợp chặt chẽ thường xuyên giữa Bộ đội Biên phòng thành phố và Công an thành phố đã mang lại những kết quả tích cực, giúp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn khu vực biên giới biển. Bây giờ, mời quý vị, các đồng chí và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 27 tháng 2, tại Công an thành phố Đà Nẵng, khối thi đua các cơ quan trung ương thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Đại tá Trần Đình Liên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an thành phố chủ trì hội nghị. Năm 2023, hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phát động, các đơn vị thành viên thuộc khối thi đua các cơ quan trung ương đã ban hành kế hoạch tổ chức phát động, thực hiện hiệu quả phong trào thi đua. Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Trần Đình Liên, Phó Giám đốc Công an thành phố nhấn mạnh những đóng góp của các đơn vị thành viên trong khối có vai trò rất quan trọng cho sự ổn định về quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Hội nghị cũng đã tiến hành bình xét, đề nghị Hội đồng thi đua khen thưởng thành phố Đà Nẵng tặng cờ thi đua của Ủy ban nhân dân thành phố cho hai đơn vị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Bệnh viện C Đà Nẵng, tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cho hai đơn vị Công an thành phố, Cục Thống kê thành phố. Đồng thời, các đơn vị trong khối thi đua các cơ quan trung ương thành phố Đà Nẵng tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2024. Sáng ngày 25 tháng 2, các quận huyện trên địa bàn thành phố đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024. Năm nay, Đà Nẵng có 1.356 công dân lên đường nhập ngũ, trong đó có 1.058 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và 298 công dân thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. Lễ giao nhận quân năm nay được các địa phương trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tổ chức trang trọng, nhanh gọn. Các thanh niên lên đường nhập ngũ đợt này đều quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Nối tiếp ngọn đuốc truyền thống yêu nước đang hừng hực cháy, tất cả đều hăng hái, từng bước mạnh mẽ bước qua cầu vinh quang, quyết tâm cống hiến sức trẻ của mình để phụng sự Tổ quốc. Tại buổi lễ giao nhận quân, lãnh đạo các địa phương cũng đã ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm của mỗi thành viên và bày tỏ tin tưởng các em sẽ tiếp tục phát huy truyền thống của thế hệ cha anh, đi trước, ra sức học tập, rèn luyện, phấn đấu và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, Thượng tá Nguyễn Đại Đồng, Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng cũng đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an thành phố đến thăm chúc mừng Sở Y tế Đà Nẵng và các đơn vị Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng và Bệnh viện 199 Bộ Công an. Tại các nơi đến thăm, Thượng tá Nguyễn Đại Đồng gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến toàn thể lãnh đạo cán bộ, công nhân viên của các đơn vị và mong muốn các đơn vị tiếp tục phát huy hơn nữa những kết quả đạt được trong việc khám chữa bệnh cho cán bộ chiến sĩ Công an thành phố cũng như người dân thành phố Đà Nẵng. Thưa quý vị, mang trên mình hai màu áo, vừa là màu áo blue trắng của người bác sĩ, vừa là màu áo xanh của người chiến sĩ công an nhân dân. Những y bác sĩ của Công an thành phố Đà Nẵng và Bộ Công an đang góp sức chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của người bệnh trong và ngoài lực lượng công an nhân dân. Những cố gắng nỗ lực không biết mệt mỏi của họ đã mang lại sự bình yên cho mọi người, mọi nhà. Hơn 20 năm công tác gắn bó với nhiệm vụ là bác sĩ pháp y, Trung tá Lê Văn Hải, đội trưởng Phòng Kỹ thuật hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đã có hàng trăm lượt phải tiếp xúc, khám nghiệm với tử thi, làm việc tại hiện trường vụ án nhằm tìm rõ nguyên nhân vụ việc, phục vụ yêu cầu của công tác điều tra. Trong quá trình làm nghề, bác sĩ Hải và đồng đội cũng gặp không ít khó khăn, trở ngại, nhất là với những vụ án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng. Bằng bản lĩnh và trách nhiệm của người chiến sĩ công an nhân dân, các bác sĩ pháp y của Công an thành phố Đà Nẵng luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Trong cái đặc thù của lực lượng pháp y là cái công việc là rất là nhiều, là cái thứ nhất. Thứ hai nữa là công việc mình không thể mà lường trước được, nó xảy ra bất kỳ lúc nào. Mà cái lực lượng bác sĩ hiện nay thì cũng mỏng so với ở thành phố Đà Nẵng nói chung và cũng như trong lực lượng là rất là mỏng. Đòi hỏi là phải ứng trực 100% có mặt tại đơn vị. Bất kỳ cái vụ việc nào xảy ra thì lực lượng
pháp y cũng phải là có mặt đầu tiên để mà giải phóng cái hiện trường và cũng như làm cái nhiệm vụ chuyên môn. Thực chất ai cũng có gia đình, cũng có công việc, nhưng mà anh em đã tự quán triệt và cũng mình đã chấp nhận, đã hy sinh vào cái nghề pháp y, thì anh em phải dấn thân vào công việc. Và trong khi công việc thì quán triệt từ lãnh đạo phòng cũng như chỉ huy đội, thì quán triệt anh em phải sắp xếp công việc gia đình, phải ổn định, và bất cứ thời gian nào khi có vụ việc thì chúng tôi phải đáp ứng kịp thời cái nhiệm vụ của cơ quan điều tra trên cao. Cùng với nhiệm vụ y tế, các y bác sĩ điều dưỡng của bệnh xá công an thành phố luôn quan tâm đến công tác chăm sóc sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ, khám tuyển nghĩa vụ quân sự, đảm bảo đúng quy định tiêu chuẩn của ngành công an. Với tiêu chí không ngừng sáng tạo, năm qua, bệnh xá công an thành phố đã tham mưu xây dựng bộ phận vật lý trị liệu trong khuôn viên công an thành phố với sự giúp sức của bệnh viện 199 Bộ Công an, đã tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ chiến sĩ công an thành phố khi đến điều trị tại bộ phận này. Bên cạnh đó, công an các địa phương cũng nhận được nhiều sự trợ giúp từ bệnh xá công an thành phố. Nhờ sự quan tâm hỗ trợ của bệnh xá công an thành phố, cái việc chăm sóc điều trị cho các phạm nhân ở đây được đảm bảo được có an toàn trong tất tạm giam tạm giữ. Rất là mong bệnh xá công an thành phố tiếp tục có sự quan tâm hỗ trợ trong việc chăm sóc sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ cũng như là cái số đối tượng bị tạm giữ tạm giam tại nhà tạm giữ cơ quan công an Thanh Khê, để cái việc thực hiện cái nhiệm vụ chính trị cũng như là cái việc công tác tạm giữ tạm giam nó hoàn thành được xuất sắc được nhiệm vụ. Thời gian tới, bệnh xá công an thành phố sẽ khắc phục những cái hạn chế, phát huy ưu điểm, xem sức khỏe của cán bộ chiến sĩ như chính là sức khỏe của người thân mình, góp phần xây dựng lực lượng công an thành phố ngày một lớn mạnh theo đúng tinh thần nghị quyết 12 của Bộ Chính trị đã đề ra. Là cơ sở khám chữa bệnh của Bộ Công an, Bệnh viện 199 từ lâu đã trở thành địa chỉ tin cậy cho cán bộ chiến sĩ công an các tỉnh thành miền Trung Tây Nguyên đến thăm khám chữa bệnh. Cho đến bây giờ, ông Võ Minh Tâm, trú phường Bình Thuận, quận Hải Châu, vẫn còn nhớ như in cảm giác tuyệt vọng khi cấp cứu chẩn đoán không thể cứu chữa được bàn tay sau một tai nạn tưởng như nhỏ nhặt. Đến với Bệnh viện 199, sự tận tâm của bác sĩ Phùng Cao Cường, phó trưởng khoa chấn thương chỉnh hình, bỏng y học thể thao, cùng các y bác sĩ nơi đây đã khiến ông yên tâm thở phào. Tôi tới đây là cũng cỡ 10, 11 giờ đêm rồi, mà mấy bác cũng tận tình, tôi công nhận cái tận tình. 12 giờ khuya là đi mổ, mổ trong đêm luôn mà huyết áp lên nữa. Thì mình sợ quá bệnh huyết áp và bị tiểu đường là nó khó chữa lắm. Một giờ đêm là mổ xong rồi, là tôi rất mừng cái chỗ đó. Khi đưa xuống đây là tôi nói rất là tôi còn sống, rất là tôi còn bằng tay. Chứ tôi nghĩ là cưa rồi. Mà mới thất thời đây thay băng là cỡ 80-90%. Riêng tôi không nịnh bợ ai hết, tôi nói thật lòng tôi luôn. Chỉ còn có lỗi nhỏ rồi thôi, là tôi mất mừng. Nhưng mà bắt biểu xuất viện, nha, tôi nói xuất viện, tôi không chịu xuất viện. Thì vì tôi quá đặt niềm tin vô 199 này rồi. Ba cái nhiệm vụ lớn trong 2024 chúng tôi đã xác định. Đầu tiên là phải tăng cường cái đổi mới sáng tạo, mà chúng tôi đã có cái nền rất tốt là trung tâm đổi mới sáng tạo đầu tiên trong y tế nằm trong mạng lưới đổi mới sáng tạo quốc gia. Nhận dạng những cái sự lãng phí để thực hành tiết kiệm, để mang lại một cái nguồn lực mới, cộng với sự tiết kiệm và tăng cường các cái năng lực quản trị thì nó sẽ đẩy cái nội lực của mình lên một bước. Cùng với sức khỏe, sự tin tưởng và hài lòng của cán bộ chiến sĩ toàn lực lượng luôn là nguồn cổ vũ tinh thần vô giá để mỗi chiến sĩ áo trắng công an nhân dân ngày càng có thêm động lực hoàn thành trọng trách, sứ mệnh thiêng liêng, dù nhiệm vụ phía trước của họ còn rất nặng nề, khó khăn. Thưa quý vị, ngày 28 tháng 2, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã long trọng tổ chức lễ truy tặng huân chương dũng cảm cho cá nhân ông Trần Minh Thành, trú phường Chính Gián, quận Thanh Khê, khi đã dũng cảm ngăn chặn hai đối tượng cướp ngân hàng vào ngày 22 tháng 11 năm 2023. Ông Trần Chí Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng chủ trì buổi lễ. Đến dự có Đại tá Trần Phòng, Phó Giám đốc Công an thành phố cùng đại diện chính quyền địa phương và thành viên trong gia đình của ông Trần Minh Thành. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, ông Thành lúc đấy là nhân viên bảo vệ của ngân hàng đã dũng cảm ngăn chặn hai đối tượng cướp ngân hàng khi cả hai đang có ý định tẩu thoát. Rất không may trong quá trình ông Thành bị các đối tượng đâm trọng thương và không qua khỏi. Tinh thần trách nhiệm và sự dũng cảm của ông Trần Minh Thành đã được nhà nước, chính quyền và các lực lượng chức năng ghi nhận cảm phục. Chia sẻ sự mất mát với gia đình, ông Trần Chí Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố hy vọng người dân thành phố xem đây là tấm gương sáng tiêu biểu cho sự quyết tâm đến cùng, không khoan nhượng với tội phạm, góp phần chung tay vì sự bình yên của thành phố.
mong muốn gia đình ông Thành sẽ vượt qua sự mất mát, tiếp tục sống tốt và tự hào vì hành động dũng cảm của người thân, được nhà nước và nhân dân biểu dương khen ngợi. Thưa quý vị, Đà Nẵng có một vị trí đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của khu vực miền Trung Tây Nguyên cũng như cả nước. Nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và chủ quyền biển đảo luôn được chính quyền thành phố và các lực lượng vũ trang đặt lên hàng đầu. Sự phối hợp chặt chẽ thường xuyên giữa Bộ đội Biên phòng thành phố và Công an thành phố tại 17 phường biên giới biển đã mang lại những kết quả tích cực, giúp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn khu vực biên giới. Một buổi tuần tra ở khu vực ven biển Thuận Phước, đơn vị Bộ đội Biên phòng trạm kiểm soát Thuận Phước thường xuyên phối hợp với công an phường để tuần tra kiểm soát, khép kín địa bàn, kịp thời nhận định và đưa ra những giải pháp cụ thể cho công tác đảm bảo an ninh trật tự vùng biên giới biển. Sự chủ động nắm tình hình ở một địa bàn đặc thù đã giúp hai lực lượng biên phòng và công an phối hợp xử lý kịp thời tình huống phức tạp liên quan đến an ninh biên giới quốc gia, an ninh trật tự khu vực biên giới biển. Thì đối với những khu vực đặc thù như hiện tại đây là khu vực biên giới biển thì tồn tại rất nhiều những nguy cơ tiềm ẩn có mang tính đặc thù riêng của khu vực như về an ninh trật tự. Và do đó là những cái phương pháp đảm bảo duy trì an ninh trật tự cũng sẽ có những điểm riêng biệt. Vì vậy yêu cầu phối hợp với lực lượng công an cũng có những điểm cần phải linh hoạt, sáng tạo. Chúng tôi đã có những công tác phối hợp tuyên truyền để bà con, đặc biệt là bà con ở đây là bà con ngư dân, làm sao nắm hiểu được những cái về hiểu những quy định của pháp luật để không vi phạm. Lực lượng Bộ đội Biên phòng ở cơ sở cũng thường xuyên phối hợp với công an địa phương xuống tận các hộ dân khó khăn, thăm hỏi tình hình gia đình có ngư dân đang vươn khơi bám biển, chia sẻ và động viên người dân an tâm ổn định cuộc sống, chấp hành tốt quy định của pháp luật. Nhờ vậy, sự liên kết với khu dân cư, tổ dân phố ngày càng thân tình, bền chặt. Trong cái việc phối hợp giữa khu dân cư với các đơn vị lực lượng ở đây, thì bản thân tôi thấy ghi nhận là có cái sự phối hợp chặt chẽ và sự quan tâm từ những cái việc là xuống địa bàn của các đồng chí biên phòng cũng như là công an khu vực thì nắm bắt rất là sát sao, rất là quan tâm đến cái đời sống của nhân dân bà con chúng tôi. Thì đó cũng là một cái tiền đề ban đầu cho tạo điều kiện tốt cho cái hoạt động khu dân cư cũng như là những cái tệ nạn giảm dần những cái tệ nạn xã hội và ổn định cuộc sống cho bà con. Phát huy phẩm chất tốt đẹp của bộ đội Cụ Hồ, những người lính biên phòng ở các địa phương có biên giới biển vẫn âm thầm với nhiệm vụ được giao, tổ chức phát hiện và ngăn ngừa có hiệu quả tội phạm liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại, tội phạm hình sự, ma túy xảy ra trên địa bàn. Qua đây càng củng cố hơn quan hệ phối hợp giữa lực lượng bộ đội biên phòng với lực lượng công an thành phố, thể hiện qua công tác đấu tranh phòng chống tội phạm được các cấp biểu dương khen thưởng. Là lực lượng vũ trang trong công tác đảm bảo vấn đề an ninh tự thì chúng tôi cũng là rất là linh động trong tác thường xuyên trao đổi phối hợp về thông tin, đối tượng cũng như là tình hình bà con nhân dân. Từ đó giúp cho hai lực lượng là có công tác phòng ngừa nó được tốt hơn trong thời gian vừa qua. Đặc biệt là đối với tình trạng mà thanh thiếu niên vi phạm pháp luật thì sau khi sự phản ánh là được thông tin của hai chiều giữa hai bên lực lượng thì chúng tôi đã phối hợp tốt hơn. Trong thời gian tới thì Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng chúng tôi tiếp tục tham mưu cho Thành ủy, Ủy ban và các ban ngành có liên quan phối hợp với các ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các lực lượng công an, quân sự thành phố huy động tối đa cái lực lượng nhân dân tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật để nhân dân hiểu và thực hiện đúng cái chức năng, nhiệm vụ của mình đối với Tổ quốc, đối với nhiệm vụ bảo vệ biên giới quốc gia. Hình ảnh những chiến sĩ biên phòng trong các tổ tuần tra 8394 vẫn lặng lẽ hàng đêm tiên phong hỗ trợ giúp đỡ nhân dân vùng biên giới biển ở Đà Nẵng vẫn luôn sáng ngời trong mắt nhân dân. Sự cống hiến âm thầm của họ đang ra sức xây dựng nền biên phòng toàn dân trong nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày một vững mạnh, vì chủ quyền biên giới, vì bình yên của thành phố biển. Đến đây, chuyên mục truyền hình An ninh Đà Nẵng tuần này cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.